bền vững, thì đó là một trong những cái tiêu chí mà chúng ta cần phải quan tâm. Là một xã đảo nhỏ thuộc vùng đệm cách xa đất liền của khu dự trữ sinh quyền Cát Bà, nhưng với vẻ đẹp mộc mạc hoang sơ, xã đảo Việt Hải nhiều năm qua đã là một điểm đến thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Dù vậy, nơi đây kinh tế vẫn phát triển chậm vì nhiều diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang, đất bạc màu. Người dân vẫn chưa nhận thức tốt về việc phân loại và xử lý rác thải. Điều cần làm ở xã đảo này chính là việc xây dựng mô hình kinh tế xanh. Với sự chung tay nghiên cứu, triển khai của 4 nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và đặc biệt là các doanh nghiệp. Xây dựng mô hình kinh tế xanh thì nó sẽ là cái trục tam giác kinh tế, xã hội và môi trường. Xã hội phát triển, kinh tế phát triển thì và gắn kết với bảo vệ môi trường thì đấy là một cái xu hướng cuối cùng của cái mô hình kinh tế xanh mà hướng đến sự phát triển bền vững. Và yếu tố doanh nghiệp ở đây rất là quan trọng. Khi mà đời sống của người dân đã được nâng cao thì bắt đầu họ lại quan tâm đến bảo vệ môi trường sống của mình. Nhiều chương trình tuyên truyền tập huấn kiến thức canh tác hữu cơ, trang bị thùng rác, túi đựng rác, găng tay hữu cơ, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường hay những sinh kế mới từ giống cây trồng, vật nuôi với phương thức hữu cơ, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường đã được chính quyền các cấp, nhà khoa học, đặc biệt là các doanh nghiệp cùng triển khai hỗ trợ người dân. Khoai của Việt Hải khác tất cả các loại khoai là khoai của... Hiện nay thì với cái vấn đề môi trường thì chắc chắn là ở địa phương chúng tôi là bao giờ cũng quan tâm hàng đầu. Với các doanh nghiệp hướng dẫn người dân về cái cách xử lý rác. Cái hai nữa là đưa tạm thời một số cái mô hình, ví dụ như là trồng số giống khoai. Khi nó phát triển và nó phù hợp với cái thổ nhưỡng của địa phương thì chúng tôi sẽ nhân rộng cái mô hình đó ra. Tham gia vào mô hình kinh tế xanh ấy, công ty du thuyền Baya đã phát huy trách nhiệm với môi trường và cộng đồng của mình qua chương trình hỗ trợ nông trại vì cộng đồng Baya, cung cấp miễn phí giống, phân bón hữu cơ và bao tiêu toàn bộ sản phẩm rau củ quả của nông dân Việt Hải với tiêu chuẩn sạch, an toàn để phục vụ khách du lịch. Với mô hình này, doanh nghiệp vừa mang lại cho người dân cơ hội cải thiện cuộc sống với phương thức thân thiện với môi trường, vừa khẳng định mình với thương hiệu doanh nghiệp xanh, doanh nghiệp sinh thái. Để kết hợp giữa du lịch và cuộc sống của người dân thì hỗ trợ những cái phương thức tối ưu để sản xuất nông nghiệp, cùng với đó là thu thập tất cả những cái sản lượng sản phẩm nông sản của người dân sản xuất ở đây, hỗ trợ người dân để tạo nên một cái môi trường phát triển thuận lợi và bền vững nhất. Khi doanh nghiệp đề cao nguyên tắc thân thiện với môi trường, coi đó là chiến lược để phát triển bền vững, thì tại mỗi địa bàn mình đi qua, mỗi